Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hải sản hữu bộ.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ xin chào 500 anh em. Tôi Mạnh chào 500 anh em. Tôi Hưng Chiến Tộc chào 500 anh em. Tôi Linh Tư chào 500 anh em. Tôi Vật Tế chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay thì anh em mình có một món mà liên quan đến trứng vịt lộn này. Thì thực sự là món này hôm nay mình nghĩ chắc là cũng nhiều anh em chưa biết đến nha anh em nhỉ. Thì bình thường ấy chắc là mọi người cũng biết là cái món trứng vịt lộn là chỉ đem để hấp với cả có cái món người ta gọi là bầu thôi. Nhưng mà hôm nay anh em mình sẽ gọi là sinh tố lúa mạch nha các bạn nhỉ. Đấy, món nghe mọi người thấy gọi cái tên của cái món này có thấy gọi là chất không? Xay. Đấy, ăn ăn sinh tố liệu lúa mạch vào thì chắc là kiểu anh em là cũng kiểu ngấm ngấm một tí men là chắc là cũng say đấy nhỉ. Đó. Thì đây là một món mà anh em mình chưa ăn bao giờ thì chắc là mọi người cũng chưa nghe bao giờ nên là anh em gọi là xem anh em mình thực hiện nó như nào nha. Thì đây ấy, là những quả trứng vịt lộn này mọi người này, đó rất là nhiều đấy, vẫn còn đang bẩn vỏ đây, anh em mình đem về để rửa này. Rồi nguyên liệu của nó ấy, thì rất là đơn giản. Ở đây ấy, gồm có là gừng này, rồi không thể thiếu được đó chính là rau răm đấy, đây là kiểu đây là dương, đây là âm đấy, hai cái nó chập vào nhau mọi người ạ. Còn đây là mùi tàu, nói chung là rau thì gồm có mùi tàu và rau răm thôi, cho một ít gừng vào nữa. Thì anh em mình sẽ phải gọi là luộc trứng vịt lộn lên, xong anh em mình sẽ với cả sinh tố lúa mạch. Thì không thể thiếu sinh tố lúa mạch được, thì tí là anh em mình sẽ đi mua sinh tố lúa mạch và gọi là cho về để sau khi mà đã luộc trứng xong nha các bạn nhà. Đó, thì nghe đến cái món này thì anh em thấy như nào? Lạ. Chú biết vị thế nào? Đúng giống như Mạnh bảo, đúng rồi, thấy kiểu bắt đầu xỉn xỉn đấy. Chỉ nghe tới từ sinh tố lúa mạch thôi là đã thấy xỉn khi mà ăn trứng vịt lộn rồi nha các bạn nha. Thì đó, bây giờ anh em mình sẽ không nói nhiều nữa, anh em mình sẽ đem về để anh em mình làm món trứng vịt lộn, anh em mình với cả sinh tố lúa mạch nha các bạn nha. Anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho đến nhiều để ủng hộ anh em mình nhá. Trứng thì anh em mình đã gọi là luộc xong rồi nha các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ là anh em mình sẽ gọi là đập ra để lấy lõi và cái nước ở bên trong quả trứng ấy mọi người. Đấy. Nói chung không bỏ nước nha. Cái nước này nó rất là ngọt và nó rất là bổ đấy. Theo các nhà khoa học là như thế nha các bạn nhá. Đấy. Theo khoa học nào? Theo các bà bán trứng vịt lộn bà thì thế. Theo bà bán trứng vịt lộn. Bà bán trứng vịt lộn. Nói chung là mình nghe vào là cái nước này nó rất là bổ đấy, nên là anh em mình sẽ không bỏ tí nước nào luôn đấy mọi người ạ. Đấy. Nó lưu trôi nó rõ hết. Đúng rồi. Nó đập đôi ra. Đấy, tiến nó kiểu nó sợ trứng nó bị kiểu vỡ nên là nó bóc rất là kiểu nhẹ nhàng luôn ạ. Đấy. Đây, anh mình bóc bóc luôn vào cái chảo như này. Thì đấy anh mình lấy hết cả nước với cả cái gọi là lòng của trứng nha các bạn nhá. Đấy, anh mình sẽ bóc hết xong rồi sẽ cho gia vị nó vào để Bên này thì cái gừng ấy thì anh mình sẽ thái như này. Đấy, xong rồi rau đây mình sẽ thái như này. Để tí là anh mình sẽ cho vào cùng với cả bia nha các bạn nha. Rau thì anh mình đã thái xong rồi, trứng thì cũng đã đập xong hết rồi. Bây giờ anh mình sẽ cho gia vị vào nha các bạn nha. Đấy, cho hạt lim vào. Anh nghĩ cho thêm hạt lim vào không là cái mùi cái vị của sinh tố lúa mạch nó gọi là bị lấn át hết. Đấy. Cái trứng ấy thì nó đã ngọt sẵn rồi, bây giờ anh mình còn cho thêm cả hạt nêm những thứ vào mọi người. Đấy, sau anh mình cho hạt tiêu này. Em có cho đấy, thì anh em thích ăn cay thì cho thêm hạt tiêu nữa vào. Cho nó cay cay. Đấy, xe xe đầu lưỡi. Đấy, hôm nay cũng hơi xe xe tí. Này, cho gừng vào. Thơm luôn. Thơm chưa? Đấy, bộ anh mình cho nhiều rau chưa đây mọi người. Rất là nhiều rau luôn nha. Đấy, kín luôn. Ôi, em cứ cho vào đi nào, em rội bia đây, sinh tố lúa mạch cho nó ngon ngon. Đấy mọi người ạ. Đó, mình cho bia vào nha. Tiếp theo đó là cái phần chính, đó chính là cái phần sinh tố lúa mạch nha các bạn nha. Anh mình sẽ cho ngập hết luôn. Chắc là cũng đầu tư khoảng độ lửa thùng sinh tố lúa mạch thì có thể gọi là ngập được nha. Đấy, và anh mình sẽ trứng vịt lộn với sinh tố lúa mạch trong vòng khoảng độ 15 đến 20 phút. Xong trong lúc đó thì anh em mình sẽ đi làm thêm một ít gọi là gia vị chấm cái món sinh tố lúa mạch trứng vịt lộn này nha các bạn nhá. Đấy. Đây nha mọi người nhá. Em gạt gạt nó một xíu. Đấy mọi người ạ, thực sự là nhiều rau quá chết luôn nhưng mà phải có rau như này thì ăn mới chuẩn nhá.
Đấy, thì anh mình sẽ bắt đầu nó đến khi mà nó gọi là chín thì anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái món trứng vịt lộn anh mình với cả sinh tố lúa mạch xem sao nha các bạn nhỉ. Sau 15 phút anh mình om nha các bạn nhá. Đấy thì nó vẫn còn đang sôi sùng sục này. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt bếp đi này. Đấy mọi người ạ. Thực sự là cái mùi sinh tố lúa mạch này om với cả trứng vịt lộn ấy nó rất là thơm luôn mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ gọi là cho ra để đi thưởng thức nhá. Đấy, ui giời ơi, rau như này rất là nhiều luôn mọi người ạ. Thơm nhỉ. Thực sự là rất là thơm luôn. Loại này ăn chắc là đúng là thập toàn đại bổ luôn đấy mọi người ạ. Đấy, anh mình sẽ vớt hết ra lóng hói cho mọi người. Đấy, lóng hói luôn. Thì này là nó lên thưởng thức là vừa thổi vừa ăn luôn nha. Anh mình sẽ gọi là múc thêm nước này lên. Bởi vì anh mình không bê cả nồi mà anh mình sẽ múc riêng một ít nước sinh tố lúa mạch om với cả trứng vịt lộn. Để anh mình trải nghiệm thử cái nước xem sao mọi người ạ. Em lấy cái bát này. Đấy. Đấy, anh mình lấy cái nước của nó này mọi người. Nước bây giờ nó chuyển thành màu xanh xanh, chắc là mình nghĩ là do cái rau như nó ra ấy. Đấy, thì cái nước này thì mình sẽ gọi là thử để xem cái vị nước gọi là sinh tố lúa mạch om với trứng vịt lộn xem nó như là bây giờ mình nhìn giống nước canh thực sự luôn. Thì xong là anh em mình sẽ gọi là lên thưởng thức luôn cái món gọi là trứng vịt lộn om với cả sinh tố lúa mạch này luôn nha các bạn nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái món trứng vịt lộn anh em mình với cả sinh tố lúa mạch nha các bạn nha. Đấy. Mặc dù là anh em mình đã cho gia vị rồi nhưng mà vẫn phải gọi là chấm thêm gọi là gia vị một xíu nữa. Đấy, thì gia vị anh em mình cho muối tiêu chanh thứ vào. Đấy. Anh nghĩ là lên thử cái nước trước đi. Để cho nó kiểu thử nước mà. Ôi giời ơi. Bát nước cạnh chân thì thử luôn đi. Thấy thế à? Bây giờ vẫn bốc khói. Đây, xin mời các bạn thử bắt nước canh xem nào nhá. Bia đấy. Rồi. Nói chung là nước bia đấy, không biết là nó bay hết men chưa thôi. Đẳng cấp lắm, không mạnh được không? Thôi, mẹ ơi, cho xem nào. Đẳng cấp, hết đẳng cấp luôn đấy. Đấy, anh tự thử mà. Giải nào để thế, thử em cầm nào. Ngon. Mời mọi người nhé. Nào. Còn cơm mắt nhưng mà mình ngửi, ngửi cái hương vị nó thơm cực luôn đấy. Mọi người thử nước hơi giống giống mùi ngày cứu ấy. Bia nấu chín nên uống cảm giác nó không rõ vị bia nữa đâu. Nó không say. Cái này nó không say mấy. Say không là ý ý anh em ăn ăn thử trứng là biết ngay mà. Để thử nào. Wow. Nói chung là nhìn như là kiểu trứng vịt lộn luộc anh mình nấu canh ấy. Đấy. Ngọt ngọt nước trứng mà tan mùi nước trứng. Vị trứng ngọt về mùi bia bay bất cồ rồi là uống khá ngon. Có khả năng uống cái này nó không say mọi người. Ngon. Ôi trời ơi, có tí nước trứng nó ngọt lắm. Thôi nào, chuyển đây. Ủa. Quả trứng này xong. Nào, anh em bắt đầu trải nghiệm cái món gọi là trứng vịt lộn bia độc lạ nha. Đấy. Chưa cần chấm để thử xem vị bia như nào. Mọi người nhá. Em chấm như chấm đi. Em chấm luôn. Thử nước rồi biết vị rồi. Đây à. Đây mọi người nhá. Chấm mình test luôn. Mọi người nhá. Chứng thử đấy, giỏi rồi. Đặc cấp thấy luôn. Ngon quá. Ngon. Em ăn rau thấy như nào? Mời tất cả mọi người nhá. Em rau thì bên ngoài nó cũng mùi mùi như mùi gà cứu ấy, nhưng mà ăn cái rau này đặc biệt đấy. Nào có tí vị tê tê cay cay mọi người. Tê tê đắng đắng ấy, vì nó có cả tí của gừng này nữa rồi. Và mọi người nhá. Nó bay mất cái mùi của gì đi rồi. Có cái rau răm đi rồi. Chấm này ngập mọi người ạ. Trong nó thấm mùi bia vào là đang cần những cái trứng này. Ôi nhưng mà phải chấm đỏ bạn. Là bí rau chứ đừng cái này rất là ngon. Có đi mùi bia ăn vẫn thơm thơm mọi người ạ. Nó bia rồi nó lạ. Lạ mồm mọi người ạ. Ăn hay á. Chứ mà giờ mình bảo mình ăn luộc, mình ăn 2 cái bọc mình lấy rồi.
Trước ấy là anh mình có làm món trứng vịt lộn, anh mình bầu ăn thì nó rất là ngọt. Hôm nay thì để xem là anh em sẽ tá khi mà ăn cái món trứng vịt lộn mà với bia xem nó như thế nào. Biết là tí nó có xanh mọi người nhỉ. Thực sự là cái nước mà anh mình núp ấy là anh mình không cho cái gì cả, chỉ cho mỗi bia không thôi. Chín rồi. Đâu, chín rồi. Chín rồi. Sống dạo được. Được rồi, bia đấy. Đã luộc qua rồi xong còn bia đấy thì làm sao mà sống được. Trông một hơi đã đỏ. Ăn ngon mọi người. Cái lúc mà đổ sinh tố lúa mạch vào ấy thì mình thấy là kiểu nó cái mùi của nó toàn mùi bia nó sọc lên. Chay. Nhưng mà sau đó mà ấy nó sôi sôi lên rồi ấy, nó sủi sục sục ấy thì là cái hương vị của nó là thay đổi hoàn toàn. Nó thơm, xong rồi nó thơm của mùi rau, mùi gừng, ôi nó lạ cực luôn mọi người ạ. Ra nó gọi là còn những cái gì tinh túy nhất của bia là nó ngấm vào trứng. Đúng rồi. Ngấm vào cái cả nước trứng đến bia thơm lắm. Nước chấm cả quá này. Ngoài toàn mùi. Chấm thêm một muối tiêu chanh ngon nhỉ. Anh em nào gọi là cho mọi người biết là thực sự là khi mà trải nghiệm quả trứng mà với bia như này thì anh em thấy những vị gì nào? Mấy đặc biệt là cái vị thơm mình ạ. Đặc biệt vị thơm, nó vị bia như mình lên này, nó ngấm hết vào quả trứng này. Thì ăn nó khác biệt với là trứng luộc với là trứng ăn kiểu kia lắm. Trứng nướng. Ăn này nó thơm mọi người ạ. Mấy là cái rau với gừng này kiểu như là ăn nó như kiểu là mấy cái đồ cái thằng đồ bổ dưỡng ấy, mùi mùi gì kiểu như thế. Kiểu hầm hầm ấy. À kiểu đồ nấu nấu hầm ấy. Đấy. Đây gọi là thì nó không đến mức là hầm nhưng mà nó cũng gọi là mùi đạt được cái độ ngấm của sinh tố lúa mạch vào thì kiểu khi mà như mình đã luộc một lần tức là nó chín rồi, xong rồi đổ sinh tố lúa mạch với cả gia vị những thứ vào, rau rồi gừng những thứ vào ấy thì nó sẽ kiểu lên ấy thì nó sẽ luồn lách vào từng cái khe kẽ của quả trứng vịt lộn để nó ngấm vào thì mình nghĩ là cái hương vị sinh tố lúa mạch nó sẽ gọi là đặc trưng ở cái món trứng vịt lộn này nha các bạn nha. Ở quê chú có hay ăn kiểu này không? Không. Chưa được ăn kiểu này. Lần này lần đầu tiên mình sẽ thử xem sao nha mọi người nha. Đây. Đấy, mình mời trước mọi người nha. Ngon mọi người. Để mình tả xem nào. Cái này là cái vị trứng vịt lộn này kết hợp với cả cái vị vị men của sinh tố lúa mạch ấy mọi người ạ. Hương bia đúng không, đúng cái gì là cái vị hương của sinh tố lúa mạch ấy. Mình thấy cái mùi này nó giống cái mùi gọi là sinh tố lúa mạch hơi ấy mọi người ạ, là kiểu để lâu lâu nó kiểu hơi lên ở lên men mùi ấy, ăn nó hơi bướng biếng ấy. Hơi say không à, hơi bướng biếng mà mặt bừng không, chưa thấy bừng, bắt đầu nóng mặt ạ. Bắt đầu nóng mặt, hơi bướng biếng mà. Đặc biệt các bạn anh em là ăn món này đúng ra đường nha, thổi nồng cồn đấy. Chưa. Nhưng mà ăn cái này so với trứng hầm bầu mỗi cái có một cái riêng khác nhau. Cái này thì mẹ mang hương của cái bia nhiều hơn, còn cái ăn trứng hầm bầu thì mang cái độ ngọt hơn đó. Nó ngọt lịm luôn. Ngọt lịm. Cái này là đồ nó không ngọt nhưng mà nó không ngọt mấy nhưng mà nó đem lại cái hương thơm. Bộ quả trứng càng thấy à. Mầm ở tài thật sự luôn mọi người ạ. Nói chính là mình ăn xong một quả ấy, ở trong miệng ấy nó có cái cảm giác béo béo nhỉ. Béo béo, nó không giống như nếu mà ăn luộc đâu. Hay là cái chất ở sinh tố lúa mạch nó ra hay như nào, nhưng mà mình thấy là ăn xong nó kiểu có cái gì nó béo béo nó dính ở miệng ấy. Anh thấy rau rồi. Khác mà mắt. Thấy rau. Thế là có cảm giác đúng không? Có cảm giác mà mắt rồi á. Thấy rau rồi. Nè, mình sẽ thử đi đâu. Xe đấy mọi người. Chay mà biếng biếng mà. Hơi biếng biếng mà. Áo lại. Ăn rau thì nó kiểu kiểu đắng đắng và đặc cái vị sinh tố lúa mạch thôi. Hãm à.
Dựa là nếu mà cái món này mà anh em mà ăn xong ấy, ăn một hồi rồi anh em thấy bảo hơi biêng biêng thì mình nghĩ là nếu mà anh em mà có làm ấy, mà để trải nghiệm thử ấy, thì anh em gọi là đừng lên ra đường, không là sẽ bị gọi là thổi lồng độ cồn. Mình nghĩ là lên ấy, bởi vì anh em vừa ăn xong ấy, được một lúc ấy thì anh em đang bảo là bị gọi là cảm giác biêng biêng rồi. Đấy, cái nước thì em thấy nó như nào? Dạ uống còn biêng thêm mà. Nhưng mà thực sự là cái nước mà của cái món trứng vịt lộn sinh tố lúa mạch ấy, mình thấy nó rất là giống một cái bát canh mọi người ạ. Canh rau, nước thì giống như một bát canh rau luôn. Rau rồi. Nhưng mà càng uống càng biêng thêm mọi người ạ. Biêng biêng mà nó biêng biêng. Cái rau của nó thì ăn rất là hay, thì ăn nó kiểu nó đắng đắng, nó không như kiểu ăn sống ấy, nó ăn kiểu nó có cả cái vị gọi là sinh tố lúa mạch vào ấy. Thì cái hương vị của nó sẽ rất là lạ luôn đấy. Chưa ăn kiểu này bao giờ mọi người ạ. Cho uống cái này vào cho nó phê hắn luôn. Mắt có cảm giác lờ đờ. Đúng không ạ? Chỉ ra mượn máy thổi thử. Tuyệt vời luôn. Xong lên ra bên lại luôn. Điền mượn người khác nhưng ai đi mượn không ạ? Uống rồi. Nói mọi người ạ. Nói mầm. Thực sự là bình thường là ăn trứng luộc là Tiến nó ăn mười mấy quả, 15 quả mọi người. Ôi thề mọi người, mình vừa ăn thử một quả với một ít rau Mạnh đưa cho ấy, thì bây giờ là đúng là có cảm giác gọi là biêng biêng thật luôn mọi người ạ. Đấy thì hôm nay ấy, là như mọi người thấy là anh em gọi là làm thử cái món trứng vịt lộn sinh tố lúa mạch và trải nghiệm, và đã cho mọi người biết là cái hương vị của món độc lạ này nó như thế nào ấy. Đấy anh em nào mà muốn thử ấy, đấy vừa bổ dưỡng gọi là cũng đầy đủ luôn cả sinh tố lúa mạch, đỡ phải gọi là uống ngoài ấy. Có lo một say. Đúng rồi, kiểu món này nó là như thế nhỉ. Đó thì anh em mình cũng đã cho mọi người biết cái hương vị của cái món độc lạ là trứng vịt lộn anh em mình với bia trải nghiệm nó như nào rồi, thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Thì anh em nào có xem clip này của anh em mình mà thấy hay thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho nó nhiều để ủng hộ anh em mình nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.